Cùng với đó, chiều ngày 2 tháng 7 năm 2021, lãnh đạo quyện Đức Hòa cũng đến thăm tặng quà năm chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo quyền Đức Hòa đã chia sẻ khó khăn, tặng quà và đồng viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn. Gác diệt riêng, ngày đêm trực chốt vì mục tiêu chung, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, lãnh đạo huyện cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chung tay cùng địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quyền Đức Hòa có 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại các cửa ngõ ra vào của huyện. Trong thời gian qua, các chốt hoạt động 24 trên 24 thực hiện tốt việc kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông, các quy định phòng chống dịch, khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính của các tài xế khi vào huyện.